Trời ơi trời. Dạ ơi. Hôm qua mấy bà ra 6-7 bà. Không có mẹ nào mặc áo vú chứ. Mà đứng đứng làm gì nè mẹ? Che vú gì đấy chân chính. Dạ, em ghé chị chơi nè. Áo vú nói chuyện của em nè. Chị ơi chị. Chị em mình nè chị. Chị đi đâu giờ? Ủa? Con ơi, kêu mẹ con mặc áo vú ở đây nói chuyện nè. Bán kìa, bán kìa. Bà làm ghiếm, bà làm ghiếm, mày muốn mấy bà làm ghiếm, mấy bà thấy bà cái phim mấy bà chạy xuống. Đi xuống đi trời. Mày mua ghế nha, chập ghế. Kệ khách đi ba. Khách phải không, kêu khách à. Xe hơi này nãy của ai đó, cái người đi xuống đó. Ở cô, còn hết chán không chị? Còn, nhưng mà phải đợi 15 phút nữa. Thấy không? Bây giờ 15 phút nữa. Hả? Bố qua bến chụp hình chung rồi. Vậy hả? Hèn chi. Giữ gì mẹ. Để xíu thì mua bánh tráng về nha. Cái dù gì? Em khuyên anh chết đi. Từ từ xe. Mọi người ơi, mọi người ngồi chơi giùm em nghe. Ủa mình kêu cái gì? À dạ, con cầm cái menu cho mẹ coi, con gái yêu của mẹ đó. Ủa tới em chụp đi, mình tự sướng đi cho nó khỏe không. Ok ok, cảm ơn em nghe. Rồi qua bển nó lấy bánh á. Nước mình cứ quán nào hồi phải không? Có là hả? Có mình anh à. Mình anh. Ok, vậy thôi anh ngồi đây đi. Ok, vô quán cũng được. Khóa cổ lại, khóa chắc lại giùm em. Đó. Rồi. Có nước chưa? Có nước chưa? Chưa hả? Uống gì? Uống gì? Kêu rồi hả? Ok. Đợi đi con, đợi đi. Đợi chị nghe. 11 à, kêu à, để kêu chị á. 11 là cho khách ngồi đằng sau cái bục này nè. Đằng sau cái bục này để chừa cái đường đi của người ta, đúng không? Đợi bữa nay thôi. Mình làm sao làm cho nó gọn. Đông quá cũng ngợp ha, đông quá cũng ngợp, mà không không đông thì cũng chết, mà đông quá cũng chết. Sao không biết sao giải quyết sao trời, khổ ghê. Ngồi đi em, cho cái thì ủa mình ngon kêu nước chưa, chưa kêu luôn không? Kêu gì kêu gì? Không kêu thứ thường đâu. Nè chị dặn nè, ngồi đi. Mới mốt dặn nè, sắp bàn á luôn cho sắp sau cái... hiểu chưa, sắp sau cái cột này hết. Mình ơi, mình ngồi khép lại giùm em. Ừ khép vậy mới thấy đó. Ừ vậy mới gõ đó. Ừ hai cái dù cui quá trời quá đứt vậy. Anh chị đợi em tí xíu ha, thông cảm ha. Ngồi ghế đi em, ngồi có ghế không? Ngày mai chắc chị tăng cường 7.000 cái loại ghế này. Ngồi đi nè. Có đứa ngồi trên xe đỡ cũng được, không sao đâu.
ngồi đi, ngồi đi. Đâu bán nước không? Hả? Nu em đừng nói bậy em. Ai mà bán nước em bậy? Em có bán nước uống không? Hỏi kỹ. Trời ơi trời, lại nó hỏi cái câu hết hồn hết vía hả? Đừng đậu xe lề đường mọi người, đi lên đây này, đi vô đây nè. Còn đâu mọi người đậu xe lên lề. Đậu xe lên lề giùm em nghe. Ngồi đây nè. Ngoài anh đi tìm cái ghế, từ cái ghế đó. Không ngồi đúng không? Rồi ok. Con nè má. Lấy ghế ngồi nè má. Má má. Cho cái ghế đi. Ôi qua gặp má khổ dễ sợ. Khổ cái gì mà khổ. Bà bớt dằn mặt đi. Em thấy không, đằng sau lưng em là một bọc bóng nha em. Ủa bà. Đậu xe lên lề giùm em đi anh. Đậu xe lên lề giùm em nha. Đừng có chạy dưới đường, đừng đậu dưới đất, đừng đậu dưới đất. Đậu xe lên lề luôn. Đừng đậu dưới đất. Mình sắp á. Cái gì vậy? Em đâu? Quay lại vòng tròn cho bác đi. Giờ tôi đi rồi, tôi dán tôi đi à. Giờ tôi dán tôi đi à. Không chơi rồng rắn lên mây á. Chơi rồng rắn lên mây bắt con cây. Mấy ông mà chen lại là bà này bà chết. Bà đâu có đèn đâu. Ông này cũng chết nữa. Mọi người để em tí xíu nha. Mọi người lưu ý là như thế này nè. Mình đang ngồi trên tinh thần là tập thể á. Mọi người vui lòng đừng có địch giùm em. Và kèm theo mọi người tự coi xe giúp em nha. Mọi người để xe giúp em. Ôi chụp hả, chụp hả. Bị bắt chán nướng đi anh. Chán nướng không có em ơi. Đó. Mặt mẫu nha, mặt mẫu. Hai kiểu mặt mẫu. Ok, ok, ok. Đó. Ghế đâu con ngồi hả? Thấy mẹ không? Đây là đây, đây đây đây, chú lấy cái ghế cho con ngồi cho. Đó cái ghế trống nè. Rồi ghế trống nè. Lấy đây ngồi đi con. Rồi thấy mẹ không? Con lấy ghế của chú ngồi luôn rồi. Đây để có thể lấy cho. Ở đây em còn ngồi chị mượn nha. Đủ hết rồi. Còn cái này để đựng đồ ngồi không? Để... ghế này với ghế này mấy thứ? Ủa, con bé lấy ba bánh gì chưa? Đại đi, soạn bánh tiếp tục đi. Cho hộp tôi gọi bán luôn. Khổ không? Khô tâm vô vàng. Cái gì? Đâu? Hai trái luôn, của chú á luôn. Rồi sao mẹ? Con mẹ giống ô mô cứ xuống này đi vú ta không. Các bạn ngồi ghế quá. Để chị mượn nghe, cho chị mượn. Ủa mình order nước chưa? Hay là mình ngồi đợi nha. À, ngồi đợi giùm các thi. Nè ghế em đây, ghế em đây. Ok. Ở Dương. Rồi ok ok ok. Ta là nàng tiên đây, sẽ biến cho con biết BD là gì. Oh yeah. Đây xem lét ơi. Đây sẽ cho con biết BD nằm ở đâu nghe con. Đây BD là như vậy nè con. BD nè con, chào con. Cái này là hàng bị lỗi nha con. Còn cái hàng nguyên bản của nó, Ngọc Quyền. Đây, cái hàng nguyên bản của nó qua đây con. Quá trời ơi. Đau. Đây con,
hàng nguyên bản của mấy chú bê đây. Con thấy hai chú này con biết là ai không? Bên kia Simlet, bên đây cô gái Ngọc Quyền. Nó đi với ai mẹ? Đi với mẹ nó. Đi đúng rồi, chắc đúng rồi. Hồi xưa á, mẹ con gu con ngủ á là nói thường thường là sẽ gặp ông kẹ. Nay con được gặp rồi nè. Bà nội và ông kẹ. Không con, cô là ông già Noel đây. Hả? Đâu có khóc đâu nội, tưởng tượng hoài ha. Con đợi chú tí xíu nha con. Em ơi, chị phải dâm với chồng em. Dạ, chị có chồng chị. Dạ hả? Dạ. Rồi, cái anh nè đừng cho xe đậu dưới lề đường. Lưu ý. Rồi các bạn, hôm nay chị đang có mặt tại Bánh Tráng Đi Ba Cát Thi nè mọi người. Ngồi mua đâu chị? Em có thể ngồi trên đầu chị. Qua bên ghế kia, chị lấy cái bàn kia. Rồi, qua bên ngồi với chị. Đó, ghế đây, ghế đây. Cái gì? Có chân ghế, ừ. Nó đuối. Vô đây ngồi chơi nè em. Mẹ, mẹ. Chị qua đây, ừ. Đó, đó, ok. Ở đây nè em. Đó. Ai? Ngồi đi, ngồi đi. Chừng bể, có chừng bể. Rồi, em đi mấy người, em đi mấy người. Ok, ok, rồi, ok, ngồi sát vô đi em, ngồi sát vô, ừ. Đó. Cho em mượn. Cái chỗ này. Đó, tôi đủ cái dù cui ông nha, ông nội. Đó. Rồi. Cái gì con? Bây giờ đừng cho khách đậu dưới vỉa hè nữa. Cho người ta đẩy sát vô tường luôn. Kêu người ta đậu sát vô. Đó. Mọi người đợi em tí xíu nha.